chưa để không? Không. Cái băng kia nó dính vào da nên cái da mình nó sẽ mới tháo ra nó sẽ hơi đỏ đỏ xíu ha. Dạ. Ừ, thấy. Một cái tiếng sau là hết. Rồi, rửa cho nó sạch. Thông thường đối với cái mũi mà đã làm lại lần thứ hai á, thường là nó sẽ sưng lâu hơn, nhưng mà chị thấy cái mũi của em á là nó cái tiến trình gom nó nhanh á. Dạ. Ừ. Nó cũng chỉ cần hơi kiểu nó hơi còn hơi bè tí thôi, nó sưng thì cũng không nhiều lắm. Là em dán một cái băng keo cá nhân nhỏ ngay lên đó, tại vì em sợ em di chuyển nhiều em đi lại. Không, không sao, sao sao, không sao. Thường 7 ngày 8 ngày đó thì với cái sống mũi mà nhân tạo á, nó đã ăn, nó ăn vào cái mô nhanh, khá là nhanh, chỉ trừ những trường hợp mà mũi sụn sườn á. Ừ. Thì cái đó nó sẽ lâu bám dính hơn, thì cái đó mình cần bác sĩ chỉ kiểm tra xem mà nó đã bám dính thì mình mới cần nẹp thêm. Mũi cũ em nó cao nhiều không? Cao nhiều. Ừ. Cao nó giật hai bên mắt em lên. Nhà cái này là cái hạ xuống. Rồi bây giờ thường cái tâm lý mà ngày tháo niệm á, ai cũng sẽ lo lắng, tại vì không biết cái dáng mũi nó trông ra như thế nào á. Với 7 ngày mình đeo cái niệm á, mình sẽ rất là tò mò, không biết là nó ra như thế nào, nó sẽ khác, nó sẽ khác với lại cái mình tưởng tượng. Với lại hai nữa là nó vẫn còn sưng á, cho nên là em cần gương xem ha. Thì sau khi mà tháo nẹp cho bạn Đào rồi thì mình cùng nhìn lại cái hình ảnh mà trước khi phẫu thuật của bạn Đào ha, để mình có một cái so sánh rõ hơn. Thì các bạn có thể thấy là hình ảnh trước khi phẫu thuật ha, thì cái sống mũi là nó thẳng đơ luôn, và cái đầu mũi nó bị ngắn, nó bị cục ngay đây nè, nên là cho cái mũi mình có cảm giác nó không có được thanh thoát á, nó cứ bị hơi, đầu mũi nó bị ngắn, nó bị cục như thế này nè. Rồi mình coi thêm một ảnh 45 độ ha, thì thấy là cái nó lộ rõ luôn cả cái phần sống mũi, và đây là nhìn thẳng thì nó sẽ bị nghiêng qua một bên nữa khi mà mình nhìn thẳng ha. Còn đây là nhìn từ dưới lên là có thể thấy rõ luôn là cái phần vách ngăn mũi của bạn là nó bị lệch hẳn qua một bên, mà nó làm cho hai cái lỗ mũi là không hề giống nhau luôn. Và bây giờ mình cùng nhìn cái hình ảnh sau 7 ngày nâng mũi ha. Thì có thể thấy được là bác sĩ đã làm cho, bây giờ mới 7 ngày thôi cho nên là cái phần ở đây nó vẫn còn hơi cao một tí, khoảng tầm khoảng một thời gian sau 1 đến 2 tháng chỗ này nó thấp xuống.
thì nó sẽ có cái độ S-line tự nhiên hơn. Và khi mà mình nhìn cái góc 45 độ sẽ thấy là cái phần sống mũi á nó liền lạc xuống cái da mũi luôn ha, và nó cảm giác nó không có bị lộ sống. Và khi nhìn thẳng á thì do bên đây của bạn nó còn hơi sưng, thì thường cái ngày tháo nẹp á là đa số khách hàng họ sẽ rất là hoang mang, là khi mà đặc biệt là những trường hợp mà hai bên mũi á mình sưng không có đều, mà hai bên đây thì trường hợp của bạn Đào là bên đây thì nó đã giảm sưng rồi, còn bên đây nó vẫn còn hơi sưng hơn, cho nên khi mà mình nhìn mình sẽ có cảm giác nó bị nghiêng. Nhưng mà khi mà mình để tay như thế này thì sẽ thấy được rõ cái phần sống mũi ha. Khi đụng vào bạn cũng còn khá là nhức, cho nên là cái phần bên đây nó còn sưng khá là nhiều. Nhưng mà về phần sưng bầm á thì khoảng sau một thời gian nữa thì nó cũng vẫn sẽ cứ giảm sưng từ từ mỗi ngày thôi, và đến ngày cắt chỉ á nó sẽ giảm sưng hôm nay rất là nhiều. Hôm nay mới tháo nẹp thì tầm khoảng mới 70% thôi. Và bạn có thể nhìn từ cái dưới phần vách ngăn đi lên ha, để xem là cải thiện được cái vách ngăn ngày trước. Đây, cái vách ngăn ngày trước là nó nằm nó nghiêng qua một bên luôn, làm cho hai cái cánh mũi, thứ nhất là nhìn nó to nhưng mà nó hai cánh mũi hoàn toàn khác nhau. Còn bây giờ mình đã cải thiện được rồi, trụ mũi thẳng ha. Cảm nhận của Đào khi mà vừa tháo nẹp ra em thấy sao? Hay nó khác gì với cái mũi cũ? Em thấy khác nhiều so với cái mũi cũ á chị. Nói chung mình mở ra thì mình cảm thấy bản thân mình cũng thấy nét mặt của mình nó hiền, nó thanh thoát hơn lúc trước rất nhiều. Lúc trước em nhìn là mình cảm thấy ủa sao nó cứ kỳ 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 sao ta, nhìn khá là dữ đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà có, bây giờ thì em nhìn em cảm thấy nó nhẹ nhàng, thoải mái hơn rồi chị. Cái mũi trước em làm bao lâu thì em mới quyết định đi làm lại? Cái mũi trước em làm ra xong là lành lặn khoảng 6 tháng á. 6 tháng là em kiểu mình bắt đầu mình để ý kỹ á, thì mình cảm thấy là nó lệch hẳn rồi á. Nhưng mà kiểu trong quá trình đó thì mình mới bắt đầu suy nghĩ tới việc đi làm lại, rồi mới tìm hiểu chỗ này chỗ kia, rồi cũng hỏi nhiều á chị. Rồi mới bắt đầu cái biết tới chỗ bác sĩ Phương nè, rồi mình mới theo dõi fanpage đó, theo dõi bên trung tâm mình á, post nhiều cái đẹp quá trời luôn. Rồi bây giờ em quyết định em đi làm lại là vừa tròn một năm luôn chị. Cái hành trình của mình cũng gian nan ha. Nhưng mà sau cái này thì cũng là cái dáng mũi mà tự nhiên á, lúc nào nó cũng bền vững và nó an toàn về lâu về dài ha. Có nhiều bạn nữ rất là thích làm cao, kiểu mà cao tay á, nhưng mà gương mặt của mình là gương mặt châu Á, cho nên là cái nét mà tự nhiên hài hòa, thứ nhất là nó sẽ không có bị lộ sống và lâu dài, thứ hai nữa là nó hợp với gương mặt của mình, nó làm mình nhìn hiền hơn, không có bị dữ. Thì hôm nay em cứ soi gương đi. Hôm nay là cái mũi này là nó vẫn còn cái độ sưng tầm khoảng 20-30% nữa, nhưng mà tới khi khoảng 2-3 ngày nữa, tại vì vết thương của bạn Đào khá là tốt cho nên là có thể là sẽ được cắt chỉ sớm. Tại vì vết thương hôm nay của Đào hầu như là không có còn đỏ nữa, nó không có bị đóng mài gì luôn, nó khít hết rồi, cho nên là có thể cắt chỉ sớm rồi. Thì thường cái ngày cắt chỉ là từ 10 đến 14 ngày, nếu mà vết thương tốt thì mình sẽ cắt chỉ sớm. Ngày hôm nay cái phần tháo nẹp của bạn Đào đã xong thôi, và khoảng tầm 3-4 ngày nữa thì bạn Đào sẽ được cắt chỉ sớm. Thì hôm đó các bạn cùng theo dõi lại cái ngày cắt chỉ thì cái dáng mũi của bạn Đào sẽ gom gọn hơn như thế nào nha. Cảm ơn các bạn.